Tối ngày 19 tháng 9, Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Tường tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023 tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 1, tổ dân phố đội cấn. Dự buổi thực tập có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Tường, tổ trưởng, tổ phó tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 1, tổ dân phố đội cấn và đông đảo nhân dân trong thị trấn. Theo giả định tình huống, hồi 19 giờ ngày 19 tháng 9 năm 2023 đã xảy ra cháy tại tầng một phía mặt ngoài ngôi nhà hộ kinh doanh tạp hóa gia đình ông, bà dân Phượng do ông Lương Đức Dân làm chủ hộ. Nguyên nhân cháy là do chập điện dẫn đến cháy mô tơ quạt của gia đình ông Lương Đức Dân. Khi xảy ra cháy, trong nhà có hai người lớn, hai cháu nhỏ của ông bà Dân Phượng. Ông Dân thấy mùi khét phát hiện ra cháy, đã hô to và hoảng loạn chạy ra phía cửa trước tìm cách mở cửa. Do tâm lý hoảng loạn nên ông Dân không tìm được chìa khóa để mở cửa và bị mắc kẹt tại tầng 1, không thể thoát ra bên ngoài. Bà Phượng và hai cháu đang bị mắc kẹt tại tầng 2 ngôi nhà. Diện tích đám cháy tại thời điểm phát hiện khoảng 5 mét vuông. Tình hình đang rất nguy hiểm, cần tới sự giúp đỡ của lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sau khi nhận được tín hiệu báo cháy người dân trong tổ liên gia và khu vực lân cận đã nhanh chóng tới ngôi nhà bị cháy dưới sự phân công của tổ trưởng tổ liên gia các lực lượng và người dân đã thực hiện các nhiệm vụ để dập tắt ngọn lửa cùng với đó lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn vĩnh tường nhanh chóng đến hiện trường nhận quyền chỉ huy chữa cháy chỉ đạo các lực lượng gồm công an xã dân phòng bảo vệ dân phố y tế ban chỉ huy quân sự xã tới hiện trường để triển khai công tác chữa cháy và phòng cháy chữa cháy sau một thời gian chữa cháy cứu nạn cứu hộ đám cháy đã được các lực lượng phối hợp khống chế và dập tắt hoàn toàn đã tổ chức chữa cháy cứu người cứu tài sản hiệu quả hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra thông qua diễn tập dịp này nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người dân tăng cường khả năng xử lý đối với các tình huống cháy nổ tai nạn sự cố của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở lực lượng dân phòng và các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy nâng cao công tác chỉ huy chỉ đạo điều hành hiệp đồng giữa các lực lượng tham gia phối hợp